For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ xin được chuyển sang nội dung chi tiết. Nhà máy dự kiến cho 1.250 công nhân ngừng việc, yêu cầu đối thoại với người lao động. Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo một công ty ở khu công nghiệp Hòa Khánh tổ chức đối thoại với người lao động để nghe họ trình bày tâm tư, nguyện vọng trước việc dự kiến sẽ đóng cửa tạm thời nhà máy trong 3 tháng. Ngày 23 tháng 12, thông tin từ Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã có văn bản gửi Thường trực Thành ủy và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố về việc giải quyết các vấn đề liên quan đến công ty cổ phần Keihingi Toys Việt Nam khi công ty này dự kiến sẽ đóng cửa tạm thời nhà máy 3 tháng. Khoảng 1.250 nhân công có nguy cơ sẽ phải ngừng việc trong thời gian này. Chưa ban hành văn bản chính thức đóng cửa tạm thời nhà máy. Theo đó, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố chính thức nhận được thông tin công ty cổ phần Keihingi Toys Việt Nam dự kiến sẽ đóng cửa tạm thời nhà máy tại đường số 3 khu công nghiệp Hòa Khánh trong 3 tháng, bắt đầu từ ngày 25 tháng 12. Tổng số lao động đang làm việc tại nhà máy khoảng 1.250 người sẽ phải ngừng việc trong 3 tháng và hưởng chế độ tiền lương theo khoản 1 điều 99 Bộ luật Lao động 2019, tức là vẫn trả lương và đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ. Tuy vậy, cho đến ngày 22 tháng 12, công ty vẫn chưa ban hành văn bản chính thức về việc đóng cửa tạm thời nhà máy và vẫn đang hoạt động sản xuất bình thường. Tuy nhiên, thông tin về việc đóng cửa nhà máy đã lan truyền nhanh trong toàn bộ người lao động, gây ra tâm lý lo lắng. Tháng 1 hàng năm là thời điểm công ty thông báo về tiền thưởng Tết theo thỏa ước lao động tập thể. Tuy tiền thưởng không phải là nội dung bắt buộc trong quy định của pháp luật, nhưng đây lại là khoản thu nhập mà người lao động rất mong chờ sau một năm làm việc. Vì thế, việc dự kiến đóng cửa tạm thời vào ngày 25 tháng 12 có nguy cơ làm cho người lao động không có khoản tiền thưởng này. Để tránh xảy ra việc tụ tập đông người và tạo điểm nóng trong thời điểm nhạy cảm hiện nay, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố sẽ thực hiện một số giải pháp. Cụ thể, phối hợp với Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu, Công an có phương án xử lý các tình huống điểm nóng có thể xảy ra. Tổ chức gặp mặt toàn thể người lao động, công ty trao quà trợ cấp Tết cho đoàn viên người lao động từ nguồn của công đoàn cơ sở, nguồn của liên đoàn lao động, nguồn hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân thành phố để chia sẻ động viên. Ra soát toàn bộ số lao động ngoại tỉnh nếu có nhu cầu về quê sẽ tiến hành hỗ trợ chi phí vé xe hoặc tổ chức chuyến xe, kết nối doanh nghiệp giới thiệu việc làm cho người lao động. Liên đoàn chỉ đạo Công đoàn Khu Công nghệ Cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã ra soát tất cả các quy định hỗ trợ cho người lao động bị ngừng việc nếu người lao động đảm bảo các điều kiện hỗ trợ. Kết nối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp có nhu cầu tuyển lao động để giới thiệu cho người lao động tại của công ty này có nhu cầu làm việc. Liên đoàn cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo công ty trên tổ chức đối thoại với người lao động có sự tham dự của các cơ quan chức năng. Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao và Khu Công nghiệp, công đoàn cấp trên để người lao động trình bày hết tâm tư, nguyện vọng và các kiến nghị trước khi công ty có quyết định chính thức về việc ngừng hoạt động hay không. Tránh ban hành quyết định ngừng hoạt động đột ngột gây sốc tâm lý cho người lao động, dẫn đến tập trung đông người, gây mất tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra nhanh về việc đóng cửa tạm thời doanh nghiệp trong thời gian 3 tháng, phương án trả lương ngừng việc cho người lao động, các chế độ theo thỏa ước lao động tập thể và các thỏa thuận khác nếu có trong thời gian cuối năm và Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Thông tin này đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.